tân đại sứ Mỹ Mark Knapper tới Việt Nam. Thưa quý vị, đại sứ Mỹ Mark Knapper cùng gia đình đã đến Việt Nam vào đêm 27 tháng 1 và bắt đầu quá trình cách ly. Thông báo trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 28 tháng 1, đại sứ Mark Knapper cho biết, tôi và gia đình đã tới Hà Nội an toàn vào đêm qua, bắt đầu những ngày cách ly. Chúng tôi rất mong được gặp những người bạn và những đối tác Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Trước đó, ông Knapper tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại thủ đô Washington. Trước khi được Tổng thống Joe Biden đề cử vị trí đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Knapper là phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong một phiên điều trần tháng 7 năm ngoái, ông Knapper cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Mời quý vị đăng ký kênh DKN News để cập nhật những tin tức mới nhất.